Kiếp nạn ăn chay cũng không yên với cô hồn bốn chân chuyên đi xin ăn. Hôm nay ăn hủ tiếu chay má. Hôm nay là dằm, cô hồn ơi đừng giấc dữ nữa. Hủ tiếu chay. Ê. Nay mùng 1 nên chủ nhà ăn chay, cơ mà vẫn như thói quen cũ là cái thanh niên bốn chân này lúc nào thấy có đồ ăn cũng nhảy lên xin vài miếng. Tới hàng chay mà cũng không yên với nó nữa. Mà coi nó kìa, đó. Nó có ăn hủ tiếu chay. Không có một cái mùi gì mà mùi thịt trong đây luôn á. Thiệt sự là mày có thể để cho tao ăn yên được không ba tê? Hủ tiếu chay. Ê. Nó định. Tao ăn được chay nè. Cho tôi ăn đi. Ăn cái gì cũng được, không là ngồi đây tới chịu đúng đó. Cái mút xin à, thôi nha, cái đó là nấm. Có cái gì đâu mà ăn cũng không có hiểu nữa. Trời ơi là trời. Khổ quá phải giới thiệu cho nó nghe, trong đây toàn đồ chay mà nó không hề có chút thương xót nào cho chủ nhà luôn. Nấm, củ cải trắng, củ cải đỏ, rau, hủ tiếu. Không có miếng thịt luôn, rồi mục đích lên đây xin là kiếm cái gì. Nãy giờ ăn là hả cũng được nửa tô rồi mà cảm thấy là muốn buông đũa rồi. Ăn hủ tiếu mà cà rừ, cà cỡ gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Luôn. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.